trận tiếp theo, và vẫn với bộ đồ Nathan Drake. Cơ lần này chúng ta sẽ chơi lớn luôn, đánh vãi hơn lần trước. Team chúng ta đây, và theo mình đoán là cái thằng bên kia nó đối lập với phe bên mình, thì có lẽ trong phần cốt truyện mà mình thấy trong phần trailer, có lẽ thằng đó cũng sẽ là nhân vật phản diện, mình nghĩ là vậy. Ôi, để coi mình có gì không, mìn ở đâu rồi, cái sao con này không có mìn đâu. Cái này hơi fail đó, nhưng mà nó không có mìn. Chắc nãy mình chỉnh bên cái custom cho nó lại không có. Đâu rồi, tụi bay đâu hết rồi. Ủa gì mới thấy cái gì mà ta. Tên đi móc lớp coi, móc lớp, ý, móc lớp nè, đó, chuẩn nè. Móc lớp nè bạn, móc lớp nè, thấy không, đó. Móc lớp, móc lớp, móc lớp. Ồ, chạy lẹ vậy bạn, chạy lẹ vậy. Ây, đau chứ. Má vãi thật đó, này thì chạy bố mày bắn mày hết. Không có đường chạy đâu con. Hey, lần này đã tập trung nãy, bắn không thể nào mà để tụi này nó đi giành lại lợi thế được. Đâu rồi, đi xem có thằng nào đâu đây không. Đâu rồi, ra hết đi mấy bé. Đâu rồi. Rồi, trốn kỹ lắm, má. Những thằng này giờ chuyển sang chế độ auto trốn rồi. Cái gì đây, đây. Knockout, mà hình như có thằng ở dưới nữa nè. Đây đúng rồi, má thanh niên ở dưới trốn kỹ quá. Sao chạy đây? Chạy bạn hiền đó, chạy nè. Không biết cách lên nè. Đó. Đâu ra thanh niên ở trên vậy. Ôi. Nó cao. Coi giúp không? Giúp được thì giúp, không giúp được không sao đó. Ây, vãi đái. Tao không kêu mày giúp, tao kêu ok. Nó lại nó xuống mình phát chết luôn. Tôi chết cha rồi, hình như là mình ok. Custom mẹ rồi. Này đi. Hèn chi là mình không thấy bom hay mìn cái gì kỳ kỳ phải. Cái gì ăn cái đã. Lấy tiền xài. Nhưng mà do là cái loadout mình có vấn đề cho nên hiện tại là mình không có. Nó cao bắn bạn tao mày. Khuyên các bạn một điều là khi bạn chơi các bạn nên những thằng mà nó đau như thế này bắn mẹ luôn cho rồi. Chứ mà bạn dí theo hồi đồng đội nó xuất hiện các bạn còn ai chết ác nữa. Cái đó là vấn đề sau này. Một nhiều lúc mình gặp một đồ dí theo này xong cái lát rồi họ gặp đồng đội nó như thế chứ. Đây móc lớp. Đỉnh cao của móc lớp ở đây. Nghĩ sao vậy bạn? Nghĩ sao vậy? Má mình có mìn là mình thấy này chết chắc rồi. Tại mình không có thôi. Này gọi là cố gắng ngu nè. Thấy mày ngu không? Giờ tự nhận thấy mình ngu không? Ha. Chạy lại bắn. Cái gì? Cái thể loại gì đây? Bắn sniper đã không được giỏi rồi. Còn té nữa. Bắn sniper đã không được giỏi mà còn bị té nữa. Mà bắn vô tay nó còn một thằng nữa. Đâu rồi? Mày chạy đi đâu rồi? Đâu rồi cưng? Cưng trốn kỹ quá. Giờ phải xài từ cưng. Đây. Xuất cái nhẹ. Đó, ngay mặt. Sao đông quá vậy? Đông vãi. Ôi. Vãi rồi. Giờ sao? Giờ mình muốn cái gì? Từ từ nha. Nó không thèm mình luôn. Thấy chưa? Trời hay đó, những thanh niên quầy là thằng này nè đó. Giờ không nghĩ không tin được mình vẫn còn sống luôn á. Nè. Mình lầy thật, vãi lầy. Rồi, thanh niên đâu rồi? Thanh niên thì vẫn chưa chịu lú đầu ra. Sao mình bắn hụt cái vậy? Chạy mày.
Lâu ai mà ú đáo luôn rồi, vãi thật. Ây, đá cái nhẹ. Đá cái nhẹ. Ú, knock out. Trời ơi, chuẩn quá, team mình hợp tác quá chuẩn. Mới mình còn 3-4 viên thôi đó. Không sao, không sao. Chúng ta chỉ cần giết tụi nó, chúng ta có tiền. Má tiền thì nhiều quá, nhưng mà nãy giờ vẫn chưa có chết. Quá vãi luôn. Ui, thấy cái gì đó. Nhìn như, ô, oh, đâu rồi, đâu rồi. Má sao mình sống trâu bò vậy? Ú, cái gì, cái thể loại vậy? Ú, ấy 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 rồi chết luôn rồi. Để coi 11, nó cao 10 được. Chuẩn cơ mẹ nấu. Rồi 2000 mấy là mày chuẩn bị chết với anh mày. Loadout selection tactical. Ok. Lụm đạn cho chắc. Đạn thì nhiều nhưng mà không có xài. Cái gì đây? Tha mạng cho nó hả? Tại sao phải tha cơ chứ? Đúng không nào? Để coi, gọi sniper là đứng đây đi. Đứng đây thì nó lỗi quá. Tự cảm thấy mình sống lỗi vậy. Và để gọi tiếp một cây phóng lựu. Và bàn những thằng nào gặp dám đấu tay đôi với mình được. Sẵn sàng ra tay nghỉ hiệp chú anh em. Mình giống như một cái ban hội vậy đó. Chuẩn bị đi đánh giặc cái kiểu. Ơi ơi ơi, bay what the fuck. Chết nhảm vãi. Má chết nhảm vội luôn á. Má không thể tin được mình chết nhảm vãi luôn. Nãy mình xuống đưa sống đúng châu luôn. Giờ chết đúng bao nhảm luôn. Má không thể tin được. Unfucking believable. Ủa, thấy cái gì đó đâu rồi nè. Có lẽ mình thôi là mình nên để dành đi. Bắn cái đạn này sẽ hay hơn. Rồi, tụi nó rồi. Ô, con mẹ rồi. Sao rồi, tự nhiên mãi mình hơi có chết chết đâu rồi ta. Phải đi để móc nó làm sau lưng nó. Chơi phải chơi bể, chơi phải chơi lầy đó. Đúng rồi, đây nè. Ô, bắn gì bắn hụt cái ghê chứ. Ô, con mẹ mày đứng mày đỡ chi vậy? What the fuck? Đó, ê, mà ăn ké điểm vãi thật. Ôi, đi gọi thêm cây nữa. Đó, ra bắn tiếp. Bố mày bắn nhiều nhiều vô. Bố mày giữ tiền chỉ để bàn ba cái này thôi đó. Ô, con sniper mình vẫn còn luôn mới ghê chứ. Lại vậy. Ô, nó cao luôn. Chuẩn quá. Mình mua cây này đều có mục đích riêng. Knockout survivor. Ô, savior không lên được rồi. Không lên được rồi. Oh, đau cả hai luôn. You want mày trận này mà không thắng hơn tao cười. Đó 13 nó cả 13 bắn quá trời đỉnh luôn. Nãy cái thằng cuối nữa mà mình chửi một phát là nó chết chắc. Vừa đau rồi vừa knock out luôn. Quá chuẩn. Level 4 còn gì phải nói. Làm gì mà không muốn. Chuẩn quá đi thôi, bằng ảo vãi. Không ngờ mình còn tưởng mình ảo nữa chứ. Continue. Có điều là mình vẫn chưa chỉnh cái custom nào cả. 4 LB là gì ta? LB mình cũng không rõ nữa. Thấy cái cây này bắn cũng ngon lắm nè. À, pistol nè. 25 LB hả? À có nghĩa là nếu mà mình add vô thì nó sẽ tính này đi. Add purchasable gear, mystical, psychic, spirit of the deity, staff,
Summon Eldorado with Launch Speed at a sick out of damage. Này đi, as purchasable gear, grenade revive pack, my, mình thích my hơn. C4, my đi, purchasable heavy weapon, Condor, vãi cả Condor. Condor thì sẽ hay hơn, tại nó cùng nhưng mà nó psychic, sniper, psychic, hunter, hunter psychic đi, pro psychic, the pro đi, mình thích thằng này hơn. Booster, không cần booster gì lắm. 23 trên 25 rồi. Kệ đi không sao. Cái add booster vô thử đi, mình còn dư mà. Cho đủ. Down but not out. Deep cover. Increase tăng nếu các bạn nào down rồi thì bạn ở này đi. Chuẩn luôn. Đó, custom loadout, một cái custom ngon nè. Thêm cái nữa đi. Rồi vô luôn hả? Ông này cũng ngon nè. Thôi con nhỏ này cũng ngon nên mình thích thằng của mình hơn. If you call in another one, it will replace your active psychic. Chúng ta chỉ thể có một thằng hỗ trợ mỗi bên thôi, mỗi lần thôi. Thì nếu chúng ta gọi thằng khác lên á, thì cái thằng mà chúng ta đang dùng nó sẽ được thay thế bởi thằng khác. Ok. Vô trận liền. Apple nà 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 gì đây nè. Có lẽ như cái trận này sẽ rất khó nhằn hơn nhiều. Để mình đi móc lớp thử coi. Đó, làm sao mới vô bắn được tao? Mày nghĩ sao vậy? Chúng ta phải chành mè này chỗ này. Tại cái tụi bên kia nó sẽ spawn ở chỗ này. Giết được một thằng rồi, như thằng này xuất hiện đi chứ. Má hôi mình giết thằng kia luôn rồi. Thằng này ăn hên á. 700 phone, ok anh mà chơi. Chơi tới. Chơi chứ. Làm sao mà không chơi. Lên. Ê, một thằng down rồi, một thằng down rồi. Knock out ngay. Sao thằng kia chơi trên nóc luôn vậy? Ồ, thằng này nó có vẻ như khó bắn quá. Để mình lùm lên mìn đi các bạn. Vô bên trong chọi thằng kia cũng được. Ôi, vãi thật. Ôi, má, sao tụi bay không canh đằng sau. Vãi. Vãi lắm luôn, giết được hai đứa. Knock out hai đứa rồi, nhưng mà Bị tụi nó bắn. Ôi, ăn ké knock out. Này là cũng hơi điếm, nhưng mà ăn ké knock out người ta thì cũng được. Vãi thật. Cơ đi. Đâu rồi thanh niên kia, đâu rồi, không biết vẫn còn đó không nữa. Để chạy ra chỗ khác rồi. Ôi sát dạng tứ, hình như là nó té xuống đây chết rồi. Mình cứ tưởng nó đâu còn sống mới ghê chứ. Mình là chắc king of knock out luôn á. Má, mình toàn knock out người ta không à. Giết thì khoảng được vài thằng luôn á. Cái body gì đây? Chết chổng mông lên trời luôn. Ý. Chết rồi hả? Mình cứ tưởng nó còn sống. Ơi. Acid. Vãi thật. Má mình cứ tưởng nó chưa xuất hiện hoài, cái giờ mình phải
Ồ, thằng điên có thằng rồi. Ơi, chỗ bông ghê thế. Ồ, 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 không, 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 được rồi, không được rồi, không được rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Cái đó là kiểu như nó chịu hồi luôn á. Lại đây, lại đây, bạn. Lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Đúng rồi, chuẩn quá. Ôi, má thằng ấy leo trèo ghê vậy. Hô hô. Ồ, mém chết, mém chết. Pha này khó vãi. Má cái thể loại gì vậy chơi. Thằng kia nhớ đang lên chỗ này hay sao đó. Knock out luôn. Và mình hình như mình thấy thêm thằng nữa thì phải. Ôi, ôi vãi thật, vãi, vãi. Vãi. Ôi, và nó đông quá, quá đông. 5 thằng nhưng mà giết được hạ knock out được một thằng. Bố mày lấy cái này. Ok, bố này lấy cái này nhá. Lấy cây này. Nó đi nấp cash. Ờ không, mình có sẵn một cây rồi. Má còn cười nữa bà nội. Lo đi giết đi. Ok, phải chơi lớn giờ, chơi lớn nè. Đó. Ồ ồ ồ ồ. Có vẻ chúng ta phải lại gần nó bà bắn. Cây này như là sẽ sập dân. Hình như là vậy thôi. Ôi. Ôi, mình hạ nó bao lần hai thằng luôn mà bị cái thằng sidekick của nó giết. Lại cứu 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 mình với, cứu mình với. Ơi thôi bỏ mẹ. Bỏ mẹ luôn rồi. Ồ để gọi thằng này ra luôn đi. Sidekick will spawn. Là mình down nhiều thằng quá nhưng mà nó lại không đúng lúc nha. Đu 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 cây đu cây á mày. Ồ ồ. Ôi. Ôi. Cứu 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 cứu. Ôi có thằng này con này cứu mình được không ta? Đau đau. Bonus. Respawn. Trời ơi, không cứu được rồi. Nãy cái pha này quá đẹp luôn, pha này quá đẹp. Là thằng kia là nó mình kích nổ luôn mà nó vãi thật luôn. Lúc mà mình thấy quả bom mà ngay chỗ nó đứng nữa, xong cái nó xông ra cái nó cứ nhây nhây với mình. Đó, xong cái mình kích nổ cái nó chết luôn. Thêm một cái nữa, thế là lý do tại sao mà mình rất là thích xài cái này, xài cái bom cái mìn này đó là hữu dụng. Nhiều lúc các bạn đứng phạm vi gần đấy các bạn muốn bắn. À, bạn hiền ơi bạn hiền. Ôi 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 ôi. Thế lại gì vậy? Đâu để giết thằng kia, chúng ta không nên tiếp xúc với thằng còn lại. Ồ, vừa mới thấy thằng đây. Ồ, cái gì đây, cái thể loại gì đây. Giết nó đi, đúng rồi, acid luôn hả. Kỳ vậy, oh what the fuck. Ây, lầy vậy, lầy vậy, ôi lầy vậy. Ây, cái gì nữa vậy? Vãi thật, cũng bị giết thằng kia rồi, Jonathan nữa, trời ơi. Mình không thấy nó luôn. Vãi thật. Thật là buồn quá đi. Thật là buồn quá, ok đây. 200 nhé, ủa sao có 20 vậy?
Ồ, vô đây, 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 vô đây. Ôi, rồi xong. 2.600, nói chung là cũng nhiều rồi. Giết 9 thằng, knockout 12 đứa. Nhưng mà được thắng là được rồi. Ngon cơm rồi. Cash earn. Lên cấp đi, lên cấp đi, lên cấp đi, lên cấp đi. Lên cấp đi. Thế mình nhớ là có nhiều map lắm, hình như là mình cũng đã cho các bạn coi rồi, hình như chỉ trong beta test sẽ có khoảng 3 map này thôi. À, nói chung là mình thấy là rất là hay rồi. Vô game thì mình mong có nhiều map hơn. Và cái trong multi của này mà sao mình cảm thấy nó mình hứng thú chơi hơn nhiều so với multi của Call of Duty. Call of Duty thì mình chơi cũng rất là nhiều rồi, Black Ops 3 multi trên Black Ops 3 mình chơi rất là nhiều rồi, nhưng mà mình không thích cho lắm. Kiểu như là mình thích cái cách mà nó chơi thôi, chứ còn nếu mà thể nói là hứng thú mà thoải mái á, thì mình cũng thấy không hay bằng cái tên game này. Tuy nhiên là nó hai trường phái khác nhau, một cái là TPS, một cái là FPS rồi. Tuy nhiên thì mình cũng thấy game này có cái gì đó mà nó đặc sắc hơn và nó thu hút hơn. Ok, để mình tạo thêm cái loadout nữa. Custom loadout. Measure, nói chung cái cây này mình chưa có. Cây này khá là ok, cây này cũng vậy. Cái gì vậy? Chết cha. Nữa rồi. Ờ, à, nó vô trận đấu nữa rồi. Ồ. Nếu mà cho vô game chính thức á, mà mình được thưởng thức nguyên cái thành phố như thế này là mình phải nói là đã không thể tả được luôn. Nhưng mà mình mong là vô game nó vẫn sẽ như vậy, chứ không kiểu như là quảng cáo bừa bãi mà quảng cáo không đúng sự thật như là Ubisoft. Không mà đối với vô tay Naughty Dog thì khỏi bàn rồi. Ta-da. Wow. Ok, đi. Đi rồi, đâu rồi. AK này coi vậy chứ bắn cũng ghê lắm so với cái kia. Ôi vãi. Vãi. Thằng kia chết luôn rồi. Ủa chưa chết nữa hả mày? Đau chết ngay. Một khi tao đã bắn AK là phải chết thôi. Cái gì? Ôi vãi, mình vẫn chưa chết. Ôi thằng kia chết chưa? Rồi, thấy đá là hiểu rồi. Quá chuẩn luôn. Revive nó giùm cái đi. Revive nó. Đó, mình đang ké thôi mà cũng được revive 25 điểm mà. Revive mà cũng có acid nữa, thấy không? Revive acid. Vãi thật. Ok, lên. Ý, đây, một thanh niên đây. Có vẻ như mình thích bắn cái AK này hơn là so với cái cây trong cái loadout kia. Ôi, đồng thê. Nãy mình... xong lên em. Chữ bằng hai thằng luôn. Đúng rồi. Đúng luôn. Revive cái. Ôi, mình chết rồi. Ok, đủ đồ rồi. Sao lần nào mình vô mình cũng bị thiếu đồ hết ta. Không sao, chúng ta sẽ lấy được tình huống. 700, đủ cơm luôn. Khi chúng ta đủ cơm ta phải lấy liền. Knock out chúng trò má mày, làm tao ăn chơi nguyên cái cây đạn đạn mà rất là quý của tao luôn. Chạy đâu sao cho bộ vậy. Sao đau rồi, để cứu thằng này cái đã. Ơi vậy em ơi, chúng ta phải có việc mọi người phải làm. Đừng ai bắn mình nhá. Revive. Ok, đi ra đây đụng đạn cái đó.
Hình như mình thấy một cái thằng bên tay phải. Đằng sau. Rồi team mình cân cả thế giới luôn. Bên kia mới bắn được 4 đứa. Mình đặt mình như đó luôn rồi đó. Mày nên chạy lấy vừa. Không chạy lấy tao tới là tao tán. Lấy lại cho chắc. Qua đây chọi. Chọi phát là phải dính. Dính rồi, chân kia chết rồi. Thằng nội chắc cũng chạy luôn rồi. Không chạy có mà chết. Đây. Mà hai thằng vô một cái cover tụt vãi. Ê, thằng này, thằng quân què này đâu đây? Ê! Giờ hai thằng gặp tục tạch luôn. Shoot nó đúng rồi. Ủa, team mình chơi đồng đội quải. Đó, lần này phải hay chứ. Thank you, không biết có nút thank you không nữa. Nhưng mà mình muốn cảm ơn tụi này ghê á. Má, tụi này nó đúng kiểu đi chơi hay đồ kêu đồng đội chạy theo team luôn á. Chuẩn phải vậy chứ. Con nhỏ kìa đó. Nè đi một chặp. Đau, thằng kia dính rồi. Đặt min nha con. Đặt min nha con, chết nha con. Knock out. Ôi. Má nó chịu khó nó đá đít mình cho bằng được luôn á chứ. Rồi. Sai kick đi. Đó xuống em, xử nó cho anh. Ơi ông nội kia đau rồi, ông nội kia đau rồi. Phải giúp. Ôi chết rồi. Chết lẹ vãi, bắn nó giùm anh. Thằng nào ra cứ bắn. Ơi cái quái gì vậy? Ồ má tao vừa mới cứu mạng này. Ồ mình vẫn chưa chết mới ghê chứ. Ồ thằng kia chết rồi mẹ. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Nói chúng ta hợp tác quá hay. Ôi hai thằng cũng đau hết luôn. Ê. Sao lại có địch ở đây, hai thằng địch luôn nè. Chuẩn vãi, trời ơi, team hay quá, team hợp tác quá hay. Ôi, thằng địch kia chết luôn rồi. Ồ, hay, quá, team quá hay. Một like cho team. Má, team phải vậy chứ. Để ra cứu, từ từ. Mất máu hả? Ồ, cái quái gì vậy? Thằng này là sidekick rồi. Hết đạn cho chúng ta còn khoảng 58.000 đạn á. Cha. Rồi chúng team chúng ta hành mấy anh kia rồi. 31-16 là hiểu rồi ha. À shit, mấy này bắn ghê quá, mình chưa kịp giết luôn á. Là tụi nó giết sạch luôn á. Mistake rồi. Đó, nguyên cái cây này thằng nào lại gần á là thằng đó dính liền. Wow, mình vừa mới nói bên mình xong vãi thật. Rồi để tao cứu cho. Đứng đi. Đúng rồi, chuẩn. Đi tiếp. Revive. Hey, team chúng ta quá là một team ngon lành. Chúng ta là người một nhà là lên nóc nhà. Lên nóc nhà, đâu rồi? Ơi. Ôi sao đông quá vậy? Mỗi lần mình đi một mình là bị đánh chết luôn á. Không sao, thắng rồi. 7-6. Chuẩn quá đi thôi. 7-6 rồi.